Kim Nhung xin kính chào quý khán thính giả, kính mời quý vị cùng trở lại tiếp tục theo dõi chương trình The Kim Nhung Show. Và thưa quý vị, trong tư cách là một thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc trong 3 năm từ năm 2023, thì Việt Nam có cơ hội làm quốc tế vận trên các bàn hội nghị tại trụ sở Liên Hợp Quốc. Và đúng như là cái câu tục ngữ người xưa của người Việt nói rằng là nói một đàng và làm một nẻo. Phái đoàn đại diện thường trực ở tại Liên Hợp Quốc do Bộ Ngoại giao Việt Nam dàn dựng đưa ra các cái cam kết và sáng kiến cải thiện nhân quyền tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc. Trong khi Bộ Công an họ đã có một cái tấm khiên của chế độ độc tài đảng trị lại vung kiếm đàn áp có các cái tiếng nói phản biện và ôn hòa về tình trạng nhân quyền ở trong nước. Và ngày hôm nay chúng tôi kính mời quý vị cùng tìm hiểu trong tình trạng khác biệt giữa nói và làm nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày tuyên ngôn quốc tế nhân quyền. Kính mời quý vị cùng theo dõi phần nói chuyện của chúng tôi với tiến sĩ Phan Quang Trọng. Kim Nhung xin rất hân hạnh trở lại. Kính chào tiến sĩ Phan Quang Trọng. Vâng ạ, xin chào Kim Nhung và xin kính chào quý khán thính giả đang theo dõi chương trình. Dạ vâng, thưa với anh, ngày hôm ngày 11 tháng 12 thì cái người đứng đầu cơ quan nhân quyền Liên Hiệp Quốc đó là ông Volker Türk cũng đã kêu gọi những cái nước hợp tác để mà chấm dứt những mối đe dọa trên thế giới như là chiến tranh và ô nhiễm trong một cái chương trình kỷ niệm 75 năm tuyên ngôn quốc tế về nhân quyền được ký kết vào tháng 12 năm 1948. Và chương trình kỷ niệm 75 năm tuyên ngôn nhân quyền của Liên Hợp Quốc cũng diễn ra trước hai cái cuộc chiến vẫn đang tiếp diễn rất là quyết liệt ở tại Ukraine cũng như là Palestine. Những cái vi phạm nhân quyền không chỉ xảy ra ở trong những nước có chiến tranh hay là ô nhiễm, nhưng mà nó vẫn tiếp diễn ở trong các nước khác như là Việt Nam, mà tất cả mọi người bên ngoài họ cứ nghĩ đây là một đất nước hòa bình và phát triển. Và thưa với anh, trước hết thì chúng ta có thể đặt cái cương vị của chúng ta là một người bàng quang xem Việt Nam đã đạt được những cái thành quả gì về nhân quyền ở trên mặt quốc tế trong những cái năm qua, mà qua cái dịp kỷ niệm 75 năm tuyên ngôn nhân quyền. Kính mời anh cho một ý kiến ạ. Vâng, xin cảm ơn Kim Nhung và thưa quý vị. Đọc báo trong nước mấy tuần qua đó, thưa quý vị, thì người dân trong nước có lẽ là rất là tự hào về những cái thành quả của Việt Nam đạt được tại bàn hội nghị của trụ sở Liên Hợp Quốc ở Geneva. Theo đại sứ Việt Nam tại Liên Hợp Quốc là bà Lê Thị Tuyết Minh, bà ta cũng là trưởng phái đoàn đại diện thường trực của Việt Nam tại Liên Hợp Quốc. Thì cái việc tự hào đầu tiên trong năm 2023 là năm đầu tiên Việt Nam tham gia đảm nhiệm cái cương vị thành viên Hội đồng Nhân quyền nhiệm kỳ 23 đến nhiệm kỳ 25 trong 3 năm. Thì trước đây trong cái niên khóa 14-16 thì Việt Nam cũng có một lần là thành viên, nhưng mà có vẻ không hồ hởi như lần này. Thì trả lời báo chí trong nước, bà Tuyết Mai cho biết là Việt Nam trong năm 2023 đã mang đến 6 sáng kiến nổi bật tại 3 khóa họp thường kỳ của Hội đồng Nhân quyền. Đó là cái ngôn ngữ bà dùng. Thì các sáng kiến của bà đó thì chúng tôi theo dõi trên báo chí, thì chúng tôi tìm được thấy là thứ nhất, tại khóa họp thứ 52, Việt Nam đã giúp thông qua nghị quyết kỷ niệm 75 năm tuyên ngôn quốc tế về nhân quyền và 30 năm tuyên bố về chương trình hành động Vienna, và được Hội đồng Nhân quyền đồng thuận và dẫn đến nhiều cái chương trình kỷ niệm 75 năm như là cái chương trình mà ông Volker Türk chủ trì mà Kim Nhung vừa nhắc đến. Rồi cái lần thứ hai là tại khóa họp 53, hồi vào giữa năm, Việt Nam đã cùng với cái nhóm khác như là Philippines và Bangladesh đã soạn thảo và thương lượng nghị quyết hàng năm về biến đổi khí hậu và quyền con người. Rồi cũng tại cái khóa này đó thì phái đoàn Việt Nam đã tổ chức một cái cuộc tọa đàm quốc tế về chống phân biệt đối xử bạo lực và quấy rối trên cái cơ sở giới tính tại nơi làm việc. Và cái khóa 54 thì Việt Nam đưa thêm hai sáng kiến là thúc đẩy quyền con người được tiêm chủng, bao gồm những phát biểu rồi tọa đàm quốc tế để kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ cái chương trình tiêm chủng cho các nước nghèo, thì trong đó có cả Việt Nam. Thì nói chung đây có thể nói là những cái thành công trong mặt quốc tế vận về nhân quyền của Việt Nam với tư cách là thành viên của Hội đồng Nhân quyền. Việt Nam lên tiếng quan tâm đến những vấn đề chung của thế giới đang được chú ý như là biến đổi khí hậu, rồi giới tính, rồi tiêm chủng. Và các cái sinh hoạt này đã giúp cái người bàng quang không theo dõi kỹ lưỡng tạm quên đi cái tình trạng nhân quyền tại Việt Nam. Thưa Kim Nhung. Dạ vâng, chúng ta cứ xem như là Việt Nam năm nay họ mượn cái cơ hội làm thành viên của Hội đồng Nhân quyền trong cái niên khóa 2023-2025 đã có những cái cơ hội và được chú ý tại nghị trường quốc tế.
và cũng đã đưa ra vài cái chương trình mà thật ra đó là những cái tiêu chí của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu, ủng hộ giới tính không truyền thống, hay là ngay cả cái việc đẩy mạnh các quan hệ quốc tế về tiêm chủng. Và đây là những cái vấn đề nếu như mà để trì trệ không quan tâm thì nó có thể ảnh hưởng đến quyền con người, nhưng mà trên thực tế lại rất là chung chung, không có đá động gì đến những cái quyền con người căn bản, nó vẫn đang bị vi phạm rất là trầm trọng ở tại Việt Nam. Và theo cái đánh giá của những cái tổ chức nhân quyền độc lập Việt Nam ở tại hải ngoại thì cái tình trạng nhân quyền thực sự ở tại Việt Nam nó có được khả quan như là những gì mà thế giới được thấy về Việt Nam ở tại những cái trên bàn hội nghị của Liên Hiệp Quốc không? Anh có thể cụ thể phân tích về vấn đề này thưa với anh. Vâng, thưa Kim Nhung và kính thưa quý vị. Trước khi được bầu chọn vào Hội đồng Nhân quyền, vì cái thành tích vi phạm nhân quyền cũng trầm trọng của nhà cầm quyền Việt Nam, cho nên họ phải đưa ra những cái cam kết với quốc tế, như là chúng tôi xin được đọc một cái đoạn là họ sẽ tiếp tục nỗ lực nhằm bảo đảm việc thụ hưởng tốt hơn các quyền con người, rồi các quyền tự do cơ bản trong nước, không để ai bị bỏ lại phía sau. Đó là những cái cam kết của họ. Nhưng trong thực tế năm 2023, kể từ khi Việt Nam bắt đầu nhiệm kỳ 3 của tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc thì cái tình hình nhân quyền Việt Nam đã không đúng như những điều cam kết mà trái lại có thể nói là càng xấu đi nữa. Nhà cầm quyền đã gia tăng trấn áp những người bất đồng chính kiến ôn hòa và cái số lượng người bị bắt bớ, truy tố rồi bỏ tù vì lý do tôn giáo và chính trị gia tăng trong 2 năm theo cái báo cáo thường niên của mạng lưới nhân quyền Việt Nam, tức là năm 22, năm 23. Thì chỉ riêng về các con số ghi nhận cho thấy trong năm 22 và 23 đó, tính đến ngày 15 tháng 10 năm 2023 thì nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã truy tố 123 người và kết án tù 98 người vì lý do chính trị và tôn giáo, rồi 25 người khác còn đang bị tạm giam. Rồi cái mức độ án phạt cho những tội phạm so với những năm trước cũng gia tăng gấp nhiều lần. Đây là những người tranh đấu ôn hòa, những gì mà họ lên tiếng thì đều về quyền con người và đều có ghi nhận trong tuyên ngôn nhân quyền Liên Hợp Quốc và ngay cả trong cái hiến pháp của Việt Nam nữa. Tuy nhiên khi bị truy tố họ bị buộc vào những cái tội hình sự như là trốn thuế hay một cách chung chung như là đã tuyên truyền chống phá nhà nước rồi vi phạm đến an ninh quốc gia. Báo cáo của mạng lưới nhân quyền Việt Nam mà tôi vừa nêu ra dựa trên cái tiêu chí của tuyên ngôn quốc tế nhân quyền và các công ước nhân quyền mà Việt Nam tham gia và cam kết tôn trọng. Chúng ta không có thời giờ đi sâu vào các vi phạm nhưng cái bản báo cáo nếu quý vị tìm đọc nó khoảng 115 trang đã chứng minh đầy đủ và bằng chứng rất là khả tín. Ngoài ra các tình trạng vi phạm nhân quyền thưa Kim Dung và thưa quý vị về quyền tự do tôn giáo hay niềm tin thì cũng được báo cáo đầy đủ trong báo cáo của Ủy hội Tự do Tôn giáo Quốc tế mà phần lớn từ các báo cáo vi phạm của tổ chức Bold People SOS đã đóng góp cho họ. Thì thưa quý vị, những cái vi phạm trong lĩnh vực này trầm trọng đến nỗi là Ủy hội đã đưa Việt Nam vào danh sách đáng được chú ý, gọi là Special Watch List, và chuẩn bị là yêu cầu Quốc hội đưa Việt Nam vào danh sách những quốc gia cần quan tâm đặc biệt, là Country of Particular Concern, nếu không cải thiện. Thưa Kim Nhung. Dạ vâng, tới đây thì cho Kim Nhung xin được phép để vào một số thông tin thương mại sẽ trở lại ngay với anh. Kim Nhung xin phép với khán giả chúng tôi vào một số thông tin thương mại bảo trợ cho chương trình là Kim Sô của Đài, và chúng tôi sẽ trở lại ngay với quý vị với buổi nói chuyện với tiến sĩ Phan Quang Trọng trong The Kim Nhung Show. Kính mời quý vị tiếp tục theo dõi. Chương trình The Kim Nhung Show được bảo trợ bởi ABC Supermarket, ngôi chợ lý tưởng của mọi gia đình Việt.
Holidays, kính mời quý đồng hương đến Teletron, tha hồ lựa chọn những sản phẩm tiện nghi và sức khỏe tốt nhất để làm quà tặng thiết thực trong mùa Giáng sinh năm nay. Nồi cơm điện hiệu Tiger làm tại Nhật chỉ 88 đồng, cao ly hoàng đế đơn một hộp 30 gói giá 500 đồng, sale 300 đồng mua 1 tặng 1. Mặt nạ trị liệu và dưỡng da cao cấp Cell Return Platinum MD Made in Korea do tại tử Nam Hàn Lee Minho giới thiệu giá 2.800, sale 2.350 đồng, tặng 2 hộp cao ly hoàng đế đơn trị giá 600 đồng. Ghế massage Shinka JP1100 Made in Japan 5 năm warranty giá 10.000 đồng, sale 7.999 đồng, trả góp 4 năm không tiền lời. Nệm cứng chống đau lưng Amante 100% Made in Italy 20 năm warranty giá 7.000, sale 4.499 đồng, chỉ 94 đồng một tháng, tặng một hộp cao ly hoàng đế đơn. Máy lọc nước điện giải K8 Kenjin Made in Japan tặng 2 hộp cao ly hoàng đế đơn trị giá 600 đồng. Thảm đa nhiệt Serotonic Made in Korea giá 1.000, sale 699 đồng. Dương trị liệu massage nhiệt Serachem Master V-Sex Made in Korea giá 8.000 đồng, sale 5.999 đồng, trả góp không tiền lời, tặng quà đặc biệt. Xin mời ghé thăm các tiệm Teletron địa phương hoặc gọi 877-892-6999. Trang nhà teletronusa.com. Kim Nhung kính mời quý vị cùng trở lại tiếp theo dõi chương trình The Kim Nhung Show, buổi nói chuyện với cựu tiến sĩ Phan Quang Trọng nhân kỷ niệm 75 năm ngày quốc tế nhân quyền. Thưa với anh trở lại thì Kim Nhung nhớ ở trong những lần nói chuyện trước về nhân quyền thì chúng ta cũng đã bàn khá nhiều về những cái vi phạm trong cái phạm vi tự do tôn giáo của nhà cầm quyền Việt Nam, và lần này thì Kim Nhung muốn trở lại để tìm hiểu về những cái vi phạm ở trong cái quyền tự do phát biểu cũng như là tự do thông tin. Vì rằng chúng ta thấy cái việc bóp nghẹt thông tin tự do và thông tin đa chiều, đây là một cái dấu hiệu của các thể chế chính trị độc tài. Và Kim Nhung cũng xin được nhắc lại đến cái khía cạnh này để mà có thể nói lên cái sự quan tâm đặc biệt của những cái tổ chức truyền thông tự do đối với các cái nhà báo tự do và những sáng lập viên của Hội Nhà báo Độc lập, và cũng như là những cái, đây là những người mà khách đặc biệt của chương trình The Kim Nhung Show nữa, đó là anh Phạm Chí Dũng, anh Nguyễn Tường Thụy, Lê Hữu Minh Tuấn cũng như là chị Phạm Đoan Trang được Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nhắc đến trong cái buổi đối thoại nhân quyền năm nay. Thưa với anh, các bản án dành cho họ chúng ta thấy đầy bất công và vô pháp luật, và chứng tỏ đây là một cái điều quá rõ về cái tình trạng nhân quyền tại Việt Nam. Và cái sự có mặt của Việt Nam chúng ta thấy như là một thành viên đã làm hạ giá trị của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, thì anh nghĩ sao? Vâng, thưa Kim Nhung và thưa quý vị, nếu mà chúng ta trở lại Hiến pháp Việt Nam trong cái điều 25 thì họ đã quy định một cách rõ ràng là công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình. Và họ còn nói thêm là những thực hiện những cái quyền này là do pháp luật quy định, rất là rõ ràng như thế. Rồi cái quyền tự do ngôn luận và tự do thông tin còn được quy định bởi các bộ luật như là hình sự 2015, báo chí 2016, cái luật tiếp cận thông tin 2016, và đặc biệt là luật an ninh mạng 2018 và luật bảo vệ bí mật nhà nước 2018. Cả một rừng luật như là Kim Nhung từng nói về tự do thông tin báo chí, và nhà cầm quyền Việt Nam đã dùng những luật này như một cái loại vũ khí để trói tay các nhà báo can đảm còn tinh thần tự do và độc lập. Về mặt thông tin, thưa quý vị, nhà cầm quyền vẫn thi hành các chính sách như là, thứ nhất, chiếm giữ độc quyền thông tin, hơn 700-800 tờ báo lại phải. Các cơ sở ngôn luận này chỉ viết lại, ca lại những bài viết, những nghị định được nhà cầm quyền cho phép. Thứ hai là họ bưng bít thông tin nếu thấy những cái thông tin đó bất lợi cho chế độ. Và thứ ba là dùng những cái cách như là đàn áp, bắt bớ, giam cầm và đưa ra những cái bản án rất là nặng nề cho những người có chính kiến trái ngược hoặc dám trình bày lên sự thật. Đó là trường hợp của bốn nhà báo mà Kim Nhung vừa nêu trên. Để thực hiện cái mục tiêu thông tin, các bộ luật về thông tin báo chí gần đây được viết ra, giống như là chúng tôi vừa đề cập đó, thì được thi hành như một cái loại vũ khí để dập tắt đi các tiếng nói lương tri, phản biện, bằng cách là dùng cả một bộ máy công an rồi dư luận viên hùng hậu để kiểm soát mọi thông tin ảnh hưởng đến sự tồn vong của đảng. Và khi không kiểm soát được nữa thì nhà cầm quyền sẽ hình sự hóa các hành vi trong lĩnh vực này, như là trường hợp các công dân sử dụng các thông tin mạng xã hội để bày tỏ chính kiến. Thì công an đã dùng cái bộ luật hình sự năm 2015
để gán cho họ cái tội là tàng trữ phát tán thông tin chống phá nhà nước và đưa họ vào cái vòng lao lý, làm họ hao mòn đến những cái ý chí của họ còn lại. Và trong nhiều trường hợp, công an mặc thường phục giả làm thường dân còn dùng bạo lực để hành hung các nhà báo đang tác nghiệp. Nói chung, thưa Kim Nhung và thưa quý vị, đây là những việc mà họ làm trong nước hoàn toàn trái ngược với những gì họ nói tại các bàn hội nghị tại Liên Hợp Quốc. Thưa cô Kim Nhung. Dạ vâng. Khi mà chúng ta đọc báo ở trong nước thì chúng ta hay thấy những cái bài viết có cái nội dung tương tự như thế này. Là thế lực cực đoan trong chính giới ở một số nước ở phương Tây, các tổ chức phản động người Việt ở nước ngoài và tổ chức nhân quyền quốc tế thiếu thiện chí với Việt Nam để là theo dõi nhân quyền, đó là Human Rights Watch, ân xá quốc tế Amnesty International, phóng viên không biên giới RSF, nhà tự do Freedom House, thông qua các cái báo cáo hàng năm đưa nhiều thông tin sai lệch, xuyên tạc tình hình nhân quyền Việt Nam, và nhà cầm quyền Việt Nam kêu gọi các cơ quan giám sát quốc tế cần có cái sự tôn trọng, chia sẻ hiểu biết và bảo vệ một cách khách quan quyền của các quốc gia thành viên. Đó là cái phần trong những cái bài báo trong nước họ có cái nhận xét như vậy. Thì như vậy thì các cái tổ chức quốc tế bị chỉ trích và bị đánh giá, đại đánh giá Việt Nam trong năm 2023 vừa qua như thế nào, và nếu mà thực sự ra nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam họ đang cải tổ cái vấn đề nhân quyền ở trong nước như là họ đang rêu ra, thì trước hết thì họ phải tỏ ra cái thiện chí như thế nào? Anh có thể cho một cái nhận xét của anh trong cái phần cuối trong chương trình ngày hôm nay, thưa anh. Vâng, cảm ơn Kim Dung và thưa quý vị. Nếu chỉ có một trong nhiều tổ chức nhân quyền quốc tế có cái bề dày kinh nghiệm về kiểm định, về theo dõi như là những cái tổ chức mà cô Kim Dung vừa nêu ra nhắm tới Việt Nam, thì có thể nói là họ một cái tổ chức đó thiếu thiện chí, thiện cảm. Nhưng nếu mà chúng ta đọc hầu hết các tổ chức theo dõi đánh giá về nhân quyền thì đều coi thường cái tình trạng nhân quyền của tại Việt Nam. Thí dụ như là tổ chức phóng viên không biên giới, trong cái mục tự do báo chí thế giới năm 2023, họ đã xếp Việt Nam vào cái hạng 178 trong số 180 quốc gia, lại còn thụt thêm 84 hạng nữa so với năm 2022, chỉ khá hơn có Trung Cộng và Bắc Hàn. Rồi theo cái báo cáo của Human Rights Foundation tổng công bố vào tháng 7 năm 2023 đó, thì Việt Nam là một trong những quốc gia đàn áp báo chí có thể nói là tàn bạo nhất tại châu Á trong cái việc kiểm duyệt và bỏ tù các nhà báo. Rồi tổ chức nhà tự do như là cô Kim Nhung vừa nhắc đến là tổ chức Freedom House, thì trong báo cáo về tự do toàn cầu năm 2023, họ cũng đánh giá Việt Nam là không có tự do với cái điểm số là 19 trên cái thang điểm là 100, tức là rất là thấp. Rồi về cái quyền cá nhân được tự do bày tỏ quan điểm cá nhân về chính trị mà không sợ bị giám sát hoặc bị trả thù thì Việt Nam ở cái điểm 25 trên 100. Theo cái chỉ số tự do viết năm 2022 của Văn bút Hoa Kỳ, đó là Pen America, thì Việt Nam nằm trong số 10 quốc gia đáng lo ngại nhất cho người cầm bút và đứng thứ 6, lại lùi thêm một bậc so với năm ngoái nữa, trong số các quốc gia truy tố bắt giam nhiều nhà báo nhất thế giới, chỉ sau các nước như là Trung Cộng, Iran, Ả Rập Xê Út và Miến Điện. Như vậy có thể nói không qua là Việt Nam nằm trong nhóm các nước vi phạm nhân quyền trầm trọng nhất trên thế giới. Vậy mà tại diễn đàn về nhân quyền quốc tế thì Việt Nam có rất nhiều sáng kiến để quyền con người được tôn vinh, như là bà đại sứ của Việt Nam đã tuyên bố. Nói đến đây thì chúng ta không thể không thắc mắc đến cái cách làm việc của Liên Hợp Quốc, như một vị Tổng thống Hoa Kỳ đã từng lên tiếng mấy năm trước đây. Và trở lại cái câu hỏi của cô Kim Nhung đó, thì nếu thật sự Việt Nam đang có những cải tổ như là báo chí trong nước rầm rộ loan tin, thì xin họ hãy sửa lại cái luật báo chí năm 2016, sửa lại cái luật tiếp cận thông tin năm 2016, luật an ninh mạng năm 2018, và hãy bảo đảm an toàn cho các nhà báo còn lương chi họ viết theo cái công ước Liên Hợp Quốc để họ thi hành chức năng của họ, và đặc biệt là hãy thả các tù nhân đang bị tù vì thực thi cái quyền tự do bày tỏ quan điểm một cách ôn hòa theo những công ước về nhân quyền của Liên Hợp Quốc. Chúng tôi rất mong mỏi như vậy, thưa Kim Nhung. Dạ vâng, rất là cảm ơn anh ngày hôm nay cũng đã đến để mà đưa ra một số những nhận xét cũng như là những phân tích nhân cái dịp mà kỷ niệm 75 năm ngày tuyên ngôn quốc tế nhân quyền. Cảm ơn anh và sẽ hẹn gặp lại với anh
vào tuần tới. Chúng ta trở lại với mỗi tuần một sự kiện. Cảm ơn anh rất nhiều. Vâng, xin cảm ơn Kim Nhung và xin kính chào quý vị. Vâng, xin cảm ơn quý khán giả đã theo dõi phần nói chuyện của chúng tôi với tiến sĩ Phan Quan Trọng. Và chúng Kim Nhung sẽ hẹn gặp lại quý vị vào thứ ba và thứ năm tuần tới cũng vào cùng giờ. Xin kính chào. Chương trình The Kim Nhung Show được bảo trợ bởi ABC Supermarket, ngôi chợ lý tưởng của mọi gia đình Việt Nam. Holidays kính mời quý đồng hương đến Teletron tha hồ lựa chọn những sản phẩm tiện nghi và sức khỏe tốt nhất để làm quà tặng thiết thực trong mùa Giáng sinh năm nay. Nồi cơm điện hiệu Tiger làm tại Nhật chỉ 88 đồng. Cao ly hoàng đế đơn một hộp 30 gói giá 500 đồng, sale 300 đồng mua một tặng một. Mặt nạ trị liệu và dưỡng da cao cấp Cell Return Platinum MD Made in Korea do tài tử Nam Hàn Lee Minho giới thiệu giá 2.800, sale 2.350 đồng tặng hai hộp cao ly hoàng đế đơn trị giá 600 đồng. Ghế massage Shinka JP 1100 Made in Japan 5 năm warranty giá 10.000 đồng, sale 7.999 đồng, trả góp 4 năm không tiền lời. Nệm cứng chống đau lưng Amante 100% made in Italy, 20 năm warranty giá 7.000, sale 4.499 đồng, chỉ 94 đồng một tháng, tặng một hộp cao ly hoàng đế đơn. Máy lọc nước điện giải K8 Kenchen made in Japan tặng hai hộp cao ly hoàng đế đơn trị giá 600 đồng. Thảm đa nhiệt Serotonic made in Korea giá 1.000, sale 699 đồng. Dương trị liệu massage nhiệt Serachem Master V-Sex made in Korea giá 8.000 đồng, sale 5.999 đồng, trả góp không tiền lời, tặng quà đặc biệt. Xin mời ghé thăm các tiệm Teletron địa phương hoặc gọi 877-892-6999. Trang nhà teletronusa.com.